chăm sóc đôi mắt trẻ học online mùa dịch. Quý vị thân mến, đại dịch Covid-19 kéo dài làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Tháng 9 mùa thu cũng là mùa tựu trường đã đến, nhưng với những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội thì việc học sinh có thể đến trường học tập, vui đùa lại trở nên khó khăn. Các em bắt đầu làm quen với việc học trực tuyến, khi mà sách vở trở thành màn hình máy tính và bàn phím trở thành cây bút trong tay. Ước tính mắt phải hoạt động trước màn hình liên tục khoảng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Con số ấy đang cảnh báo cho các bậc phụ huynh của chúng ta rằng đôi mắt của trẻ đang bị tận dụng đến cạn kiệt. Theo thống kê tại Mỹ cho thấy, trẻ em ngồi trước màn hình điện tử hơn 3 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc cận thị và các bệnh lý khác về mắt cao gần 4 lần so với những trẻ chỉ dành 1 tiếng mỗi ngày. Vậy thì làm cách nào để bảo vệ đôi mắt của con trong bối cảnh kỳ học online vẫn tiếp tục kéo dài? Khỏe Tự Nhiên xin được chia sẻ với quý vị những biện pháp chăm sóc mắt đơn giản mà hiệu quả cho các con ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 1. Đôi mắt cần được nghỉ ngơi giữa giờ, quy tắc 20-20-20. Quy tắc 20-20-20 được đưa ra lần đầu tiên bởi bác sĩ nhãn khoa Jeffrey Ansel ở California. Quy tắc này cho rằng, cứ mỗi 20 phút ngồi trước màn hình, trẻ cần cho mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng ít nhất 20 feet, tương đương với 6 mét để thư giãn các cơ vùng mắt. Ngoài ra, việc chớp mắt thường xuyên cũng giúp cho mắt điều tiết lượng dịch nhãn cầu và giảm nhức mỏi khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. Vì trẻ thường hay quên nên bố mẹ có thể hướng dẫn con cài đặt đồng hồ hẹn giờ để tạo lập thói quen này. 2. Điều chỉnh ánh sáng và tư thế ngồi học đúng, quy tắc khuỷu tay. Thưa quý vị, theo báo cáo từ một nghiên cứu trên gần 2.000 trẻ em Trung Quốc ở độ tuổi lớp 7 đã phát hiện rằng khoảng cách mắt với màn hình dưới 25cm cùng với độ chiếu sáng và góc nghiêng đầu có thể làm tăng nhanh tiến triển bệnh cận thị học đường ở trẻ em. Có thể thấy, tư thế ngồi học sai không chỉ gây cong vẹo cuộc sống mà còn tác động không nhỏ đến thị lực của trẻ. Hãy luôn đảm bảo khoảng cách giữa mắt trẻ và máy tính từ 50 đến 100cm. Nếu phông chữ quá nhỏ, hãy điều chỉnh lại kích thước chữ thay vì phải ngồi gần hơn. Bên cạnh đó, cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng đáng kể đến đôi mắt của trẻ khi học online tại nhà. Bóng đèn công suất bé từ 3 đến 5W đối với đèn LED hoặc từ 40 đến 60W đối với đèn sợi đốt, compact và đèn vàng là thích hợp, không nên dùng đèn neon. Bố mẹ cũng cần tránh để máy tính gần cửa sổ hay nguồn sáng mạnh gây hiệu ứng giao thoa ánh sáng không tốt cho đôi mắt của trẻ. 3. Không ngồi quá lâu trước màn hình, quy tắc 2 giờ. Quý vị thân mến, trong hoàn cảnh người người, nhà nhà đều học tập online trung bình từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày, thì việc hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, TV, iPad để giải trí là rất cần thiết. Đôi mắt được nghỉ ngơi hợp lý sẽ cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, sự tập trung và hiệu quả học tập cho trẻ. Theo khuyến cáo của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Bộ Y tế Úc, trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên nên giới hạn thời gian giải trí qua thiết bị điện tử xuống khoảng 2 giờ mỗi ngày và tổng thời gian tương tác với màn hình không quá 7 tiếng mỗi ngày. Để kiểm soát hoạt động của con hàng ngày, bạn có thể thiết lập chế độ theo dõi thời gian sử dụng trên điện thoại theo cách dưới đây quý vị nhé. 4. Tận dụng thời gian vận động ngoài trời. Thời gian này, mặc dù mọi người cần hạn chế ra ngoài để phòng tránh lây lan dịch bệnh, tuy nhiên, bố mẹ hãy cố gắng tận dụng không gian an toàn nhất để trẻ được vận động ngoài trời. Các nghiên cứu gần đây tại Đài Loan đã chỉ ra rằng, chỉ cần thêm 40 phút thời gian hoạt động ngoài trời mỗi ngày giúp tỷ lệ mắc bệnh cận thị ở trẻ em trong độ tuổi đi học giảm đến 23%. Các bài tập yoga kids hay nhảy dây, đá cầu trên khoảng không sân nhà hoặc ban công mỗi sáng là một ý tưởng tuyệt vời, vừa giúp trẻ thư giãn, vừa để kết nối cả nhà. 5. 5 bước massage mắt đúng cách giảm mỏi mắt hiệu quả. Các biện pháp massage nhẹ nhàng cho mắt sẽ giúp tăng cường lưu thông máu quanh vùng mắt. Quý vị có thể áp dụng bài tập mắt dưới đây hàng ngày, không chỉ giúp các con mà giúp cả nhà cùng nhau chăm sóc và thư giãn mắt. Trước khi thực hiện, cần rửa tay thật sạch để bắt đầu các bước quý vị nhé. Bước 1. Xoa bóp vùng xương mắt. Nhắm mắt, dùng ngón giữa xoa bóp vùng xương hốc mắt và dọc xuống sống mũi, lặp lại 8 đến 10 lần. Điều này có thể giúp tăng cường lưu thông máu trên khuôn mặt, cung cấp nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn cho các tế bào hồng cầu xung quanh mắt. Bước 2. Nhấn vào các điểm tại chân mày. Dùng hai ngón cái ấn vào điểm ngay dưới đầu chân mày ở hai bên. Xoay tròn liên tục khoảng 3 giây, lặp lại khoảng 5 lần. Hai ngón trỏ ấn vào điểm đuôi chân mày hai bên và làm tương tự như trên. Bằng cách tạo thêm áp lực, bạn đang kích thích các vùng khác nhau của cơ mặt, nơi chịu trách nhiệm nheo mắt và chớp mắt. Bước 3. Giảm áp lực giữa hai mắt. Sử dụng ngón tay cái ấn nhẹ vào đầu nếp mí ở khu vực hốc mắt.
nhấn từ từ và thả ra, lặp lại bài tập này 5 lần. Cách này giúp giảm áp lực ở giữa hai mắt. Bước 4. Xoa bóp thái dương. Sử dụng ngón tay giữa và ngón trỏ của bạn xoa bóp vùng thái dương trong vòng 1 phút, có thể giúp giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn. Bước 5. Xoa bóp sau đầu. Sử dụng cả 10 đầu ngón tay của bạn nhẹ nhàng xoa bóp vùng đầu ở phía sau đối diện với vùng mắt. Chú ý không ấn mạnh, xoa bóp khu vực này trong vòng 1 phút. Cũng xin lưu ý với quý vị, tất cả các động tác massage cho mắt chỉ đúng cách là khi quý vị thực hiện đúng vị trí và nhẹ nhàng. 6. Ăn gì bổ dưỡng cho đôi mắt? Các chuyên gia nhãn khoa khuyến nghị rằng một chế độ ăn giàu vitamin A, E, C và omega 3 hàng ngày sẽ giúp trẻ có đôi mắt khỏe mạnh và sáng ngời hơn. Quý vị có thể tìm thấy vitamin A và omega 3 có nhiều trong cá hồi và các loại hải sản. Chúng có tác dụng tích cực đối với võng mạc nhờ khả năng chống viêm hiệu quả và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Để có được đôi mắt sáng khỏe, quý vị nên cho con ăn 2 bữa cá hồi hoặc các loại hải sản một tuần. Ngoài ra, các loại hoa quả có màu cam, đỏ như là gấc, cà rốt, đu đủ, cà chua, ớt chuông chứa nhiều beta-carotene là hợp chất tiền thân của vitamin A làm tăng sắc tố võng mạc. Nhóm rau lá có màu xanh đậm như là cải xoăn, súp lơ, sau ngót chứa hai chất oxy hóa mạnh là zeaxanthin và lutein. Đây là chiếc áo giáp giúp bảo vệ đôi mắt trẻ khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa mắt. Bên cạnh đó, trứng vốn là món ăn phổ biến của trẻ, những thực phẩm này chứa nhiều canxi và vitamin A giúp mắt khỏe hơn. Thiếu canxi dễ dẫn đến sụt giảm khả năng đàn hồi của mắt và nguy cơ cận thị cao hơn. Nhóm các loại hạt giàu vitamin E như là hạt điều, hạt hạnh nhân, óc chó, maca, yến mạch, vân vân, góp phần giúp làm chậm quá trình thoái hóa của mắt. Hạt có thể là món ăn vặt cho bé thay cho các loại snack không tốt cho sức khỏe. Sữa hạt cũng là một món ăn vừa giàu dinh dưỡng vừa dễ uống. Bên cạnh một chế độ ăn đủ chất thì bố mẹ cũng đừng quên nhắc trẻ uống thật nhiều nước quý vị nhé. Uống đủ nước giúp đôi mắt trẻ không bị khô cộm khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. Người xưa thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy nhưng thế hệ con trẻ của chúng ta ngày nay đang ngày càng bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử, khiến cho cửa sổ tâm hồn ấy dần ẩn mình phía sau cặp kính dày cộm. Hoàn cảnh dịch bệnh là không tránh khỏi và nhiệm vụ của chúng ta là giúp trẻ thích nghi với nó. Quý vị hãy cùng con thực hành những bí quyết đơn giản mà hiệu quả ngày trên quý vị nhé. Còn bây giờ, Khoe Tự Nhiên xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sức khỏe tiếp theo.